Slovakia nói chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine là phản quốc. Bộ Quốc phòng Slovakia gọi việc quyết định chuyển tiêm kích, tên lửa phòng không cho Ukraine là hành vi phản quốc, đề nghị điều tra bộ trưởng tiền nhiệm. Slovakia năm ngoái cung cấp cho Ukraine 13 tiêm kích MiG-29 cùng một số tổ hợp tên lửa phòng không 2K-12 cuốn. Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Robert Fico đắc cử, Slovakia hồi tháng 10 năm 2023 quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Igor Melichev, quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Slovakia, ngày 21 tháng 6 cho biết việc chuyển các tổ hợp phòng không cho Ukraine đẩy không phận và người dân vào tình thế nguy hiểm. Tôi tin rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nák đã phản bội Slovakia, ông Melichev nói. Bộ Quốc phòng đã đệ đơn khiếu nại hình sự với cáo buộc về hành vi phá hoại hoặc phản quốc, lạm quyền và không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo ông Melichev, chính phủ lâm thời Slovakia chịu trách nhiệm điều hành đất nước trước khi diễn ra bầu cử sớm vào cuối năm 2023, không có quyền thực hiện các động thái quan trọng về chính sách đối ngoại. Chuyển giao số tiêm kích trị giá 537 triệu đô la Mỹ cho nước khác là một trong những động thái này, ông Melichev nói. Robert Dobrovolsky, quan chức tư pháp chịu trách nhiệm điều tra về đợt chuyển tiêm kích, cho biết Bộ Quốc phòng Slovakia không thể đưa ra văn bản pháp lý cần thiết liên quan đến quyết định chuyển tiêm kích cho Ukraine. Họ thậm chí thừa nhận rằng những văn bản này không được đăng ký trong cơ sở pháp lý, ông Dobrovolsky nói. Slovakia, thành viên NATO, quyết định loại biên tiêm kích MiG-29 vào năm 2022 do quá trình đảm bảo vận hành phải phụ thuộc vào các công ty và kỹ thuật viên Nga. Ba Lan và Czech sau đó đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ không phận cho Slovakia. Bộ Quốc phòng Slovakia tháng 3 năm 2023 thông báo chuyển số tiêm kích nói trên cùng hai tổ hợp tên lửa 2K-12 cúng cho Ukraine. Điều này khiến Slovakia trở thành nước thứ hai cung cấp tiêm kích cho Ukraine sau Ba Lan. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.